Đây không khác gì những bao thuốc lá ngoại nhập. Nhưng thực chất là một loại kẹo thuốc lá có mùi như thuốc lá thật, vị ngọt thơm, giá thành chỉ vài nghìn đồng nên được học sinh yêu thích. Sau một thời gian bày bán tại một số vỉa hè gần cổng trường học, bị lực lượng công an phát hiện và truy quét, loại kẹo này chuyển sang bán online trên các trang thương mại điện tử. Chúng tôi sau khi phát hiện cái việc như vậy thì chúng tôi cũng đã kịp thời tham mưu cho Đảng ủy Ban Giám hiệu Công an quận có cái văn bản để gửi Ban Giám hiệu các nhà trường. Cái nguồn gốc xuất xứ ở đây thì cũng là cũng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chưa rõ những loại kẹo này có độc tính hay không, nhưng theo các chuyên gia tâm lý nhận định, đây có thể là một hình thức quảng cáo cho thuốc lá tiếp cận gần với lứa tuổi học sinh. Về lâu dài, sẽ hình thành thói quen, sở thích hút thuốc lá cho các em. Khi mà chúng ta sử dụng một cái sản phẩm, tôi nghĩ ở một góc độ nào đó nó ảo như vậy, thì nó lại là cơ sở để hình thành những cái hành vi rất là thật. Và đặc biệt là đối với trẻ cấp 1 thì cái điều đấy nó không tốt một chút nào cả. Hiện lực lượng chức năng đang tăng cường giám sát tình hình an ninh trật tự xung quanh cổng trường, phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng học sinh sử dụng loại kẹo thuốc lá này. Một số gian hàng trên các trang thương mại điện tử giao bán kẹo thuốc lá cũng đã được yêu cầu đóng cửa nếu không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm.